nó sinh ra cái đà lường mới. Cái đà lường đó là gì? À, đó chính là gia tốc. Gia tốc đúng không? Như vậy là cái gia tốc và cái lực nó là hai cái đà lường hoàn toàn khác biệt. Bây giờ khi chúng ta tác dụng một cái lực vào trong một vật thì nó sinh ra một cái đà lường mới là cái gia tốc. À, và chính cái gia tốc này á, nó đã làm thay đổi chuyển động. Và các bạn nhớ là cái bài học trước thì chúng ta thấy là gì? Sau khi có gia tốc thì chúng ta hoàn toàn tìm lại được vận tốc bằng cách là lấy tích phân của nó lên, đúng không? Và sau khi có vận tốc thì chúng ta lại tìm được cái vector vị trí bằng cách là lấy tích phân của nó lên tiếp một lần nữa. Đấy, thì chúng ta lại tìm được cái vị trí. Như vậy thì cái bản chất của cái định luật này á, nó giúp cho chúng ta tìm được cái gia tốc, nó là cái cốt lõi của chuyển động, và từ đó chúng ta đi tìm ngược lại được cái vận tốc và cái vị trí của một cái chất điện. Và cái định luật hai này, như chúng ta thấy là theo công thức này á, thì chúng ta sẽ phát biểu như thế nào? Đó là trong cái hệ quy chiếu quán tính thì cái vector gia tốc thì nó sẽ tỷ lệ thuận với tổng hợp các cái vector lực tác dụng lên vật, và nó tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật, hay là khối lượng của chất điện. Khối lượng của chất điện. Và các bạn lưu ý cho thầy là trong toàn bộ cái chương, toàn bộ cái bài học này đấy, thì khi chúng ta nghiên cứu chuyển động của một vật thì chúng ta đều cho nó là chất điện hết. Tại vì chúng ta đang học cái bài động lực học chất điện. Động lực học chất điện nha. Đấy, như vậy cái định luật thứ hai này giúp chúng ta hiểu rằng là cái A bằng F trên M, nghĩa là khi mà chúng ta tác dụng một lực lên vật làm vật chuyển động thì nó sinh ra một đà lường mới gọi là gia tốc. Và theo như công thức thì chúng ta thấy gia tốc nó sẽ tỷ lệ thuận với lực và tỷ lệ nghịch với khối lượng. Cái định luật thứ ba thì chúng ta thấy là các bạn sẽ rất là ấn tượng với nó rồi, đúng không? Khi mà chúng ta tác dụng một cái lực lên bất kỳ một vật nào thì cái vật đó nó cũng sẽ phản tác dụng lại, nó tác dụng ngược lại một lực, nó tác dụng ngược lại một lực. Đấy. Và hai cái lực này á, nó là hai lực trực đối, hai lực trực đối. Thế nào gọi là trực đối? Ví dụ khi thầy tác dụng một cái lực, một cái bàn tay, đẩy một cái bàn tay vào bức tường, thì đồng nghĩa với bức tường nó cũng tác dụng ngược lại một cái lực vào bàn tay. Nhưng mà cái câu chuyện nó khác ở chỗ này, khi chúng ta lấy tay tác dụng vào tường thì cái lực do bàn tay tác dụng lên tường á, sẽ đặt ở tường. Nhưng mà cái bức tường khi mà tác dụng ngược lại một lực vào bàn tay thì cái lực đó nó đặt ở bàn tay. Hai lực này đặt ở hai cái vực nó khác nhau, chứ không phải là nó đặt cùng ở một vực. Khi mà hai cái lực này nó đặt ở hai cái chất điểm khác nhau như thế, và nó có cùng phương, nó ngược chiều và nó cùng độ lớn, thì chúng ta hiểu rằng nó là hai lực trực đối. Hai lực trực đối nha. Để các bạn quan sát thấy ở trên cái hình bên phải, nó là một số ví dụ về cái định luật 3 Newton. Ví dụ khi chúng ta bắn một cái viên đạn ra từ cái đầu của khẩu súng thì các bạn thấy là cái viên đạn nó bay tới, nhưng mà chắc chắn là khẩu súng nó sẽ bị giật lùi. Khẩu súng sẽ bị giật lùi. Hoặc là chúng ta thấy ở hình tiếp theo là khi mà một người đang ở trên thuyền mà bước lên trên cái bờ sông, đúng không? Thì khi người ta bước tới một cái thì rõ ràng là tạo ra một cái lực đẩy và cái chiếc thuyền nó sẽ bị giàn về sau, giàn về sau. Hoặc là các bạn thấy ở trong cái hình phía dưới, chúng ta thấy là khi mà một cái tên lửa nó phóng lên như thế thì có một cái lượng khí nó lại phụt ra đằng sau, đúng không? Nó đều có những cái tác dụng ngược lại cả, tác dụng ngược lại, nó tuân theo cái định luật ba Newton. Và cái trường hợp cuối cùng các bạn thấy là cái quả bóng, khi chúng ta thổi đầy không khí vào trong quả bóng và chúng ta thả quả bóng ra thì cái lượng khí nó sẽ phụt ra ở đầu quả bóng và cái quả bóng nó sẽ bay tới. Vậy trong cái trường hợp này là đã có hai cái lực nó tác dụng ngược nhau. Cụ thể hơn các bạn có thể xem cái video này để chúng ta hiểu rõ hơn là cái hoạt động của tên lửa nó như thế nào. Các bạn đợi thêm một xíu, cái này nó chưa phóng to lên được.
Đây các bạn thấy là đây là cái hình một cái video nó được nhìn rõ hơn một chút. Chúng ta thấy được là cái hình ảnh nó mô tả một cái tên lửa mà khi mà nó được phóng lên ở bên trên như thế nào. Chúng ta thấy là có một cái lượng khí mang một cái nhiệt lượng rất là lớn, nó phục lưu đằng sau. Đấy, và từ đó nó tạo ra một cái lực đẩy để nó đẩy cho cái động cơ, cho cái đầu của tên lửa ấy, nó bay lên cao. Bay lên cao. Đấy, chúng ta thấy nha. Thì cái nguyên lý của nó cũng dựa vào cái định luật bảo toàn động lượng, và nó rõ hơn một chút có thể chính là nó dựa vào cái định luật ba Newton ở đây. Và chúng ta thấy là ngoài cái tên lửa này ấy, thì các bạn cũng những ai đi máy bay ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái máy bay mà chúng ta đang đi đấy ấy, thì cái gọi tên gọi đầy đủ của nó là máy bay phản lực. Máy bay phản lực. Và một cái máy bay khác đó là máy bay trực thăng. Đúng không? Thì cái máy bay trực thăng ấy nó lại hoạt động á, dựa trên cái lực nâng của cái cánh mà nó xoay ở trên đầu ấy. Còn trong khi cái máy bay mà chúng ta gọi thông thường đấy nó là máy bay phản lực, và nó dựa trên cái lực đẩy của cái dòng khí. Chúng ta thấy ở hai bên của hai cái càng máy bay nó có hai cái hệ thống rất là lớn ấy, đó chính là đẩy cái khí lui đằng sau và để cho cái máy bay nó bay tới trước, thì nó cũng là dựa trên cái định luật ba Newton này. Để chúng ta lưu ý chỗ đấy nha. Nói chung là cái cơ sở của cái cơ học ấy nó rất là nó quan trọng ở chỗ là nó dựa trên ba cái định luật Newton này. Vì vậy thầy sẽ ra một số các cái bài tập liên quan đến cái phần này để các bạn vận dụng và chúng ta sẽ làm thử. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một cái bài tập ví dụ như sau. Đó là một vật có khối lượng M bằng 5 kg đặt ở trên mặt phẳng nằm ngang. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một lực để kéo vật này đi theo phương ngang. Và lực này có độ lớn là 50 N. Cho G bằng 10 m trên giây phương. Câu A đó là chúng ta hãy xác định các cái lực mà nó tác dụng lên vật này. Khi mà chúng ta đặt một cái vật trên mặt phẳng nằm ngang như thế thì có những lực nào tác dụng lên vật này. Thứ hai là chúng ta viết cái biểu thức của định luật 2 Newton ra. F bằng MA thì cụ thể ở đây là F là những lực nào. Và câu B là tính và vẽ gia tốc chuyển động của vật. Thì đây sẽ chia làm hai câu. Câu A và câu B, bạn nào làm được câu nào thì các bạn giơ tay nha. Rồi bây giờ là sẽ là ưu tiên bạn nào mà giơ tay trước đồng thời á mà chưa có điểm cộng trước. Mời Đặng Đặng Văn Tiến. Đặng Văn Tiến làm câu A nha. Dạ. Thưa thầy, cái vật đó sẽ chịu tác dụng của các lực là trọng lực với lại trước tiên là trọng lực. Lực thứ hai là lực đẩy, lực kéo. Lực thứ ba là lực nâng của cái mặt phẳng à. Biểu thức định luật 2 của Newton là lực F cộng cho trọng lực cộng cho lực nâng bằng M nhân cho bằng khối lượng nhân cho X nhân cho gia tốc à. Ừ, rồi. Cảm ơn bạn Tiến. Câu trả lời như thế là đúng rồi. Thế thì trong cái trường hợp này á, như chúng ta thấy là khi chúng ta đặt một cái vật ở trên một cái mặt ngang, ví dụ đặt ở trên bàn nhá hả, thì chúng ta trước hết chúng ta phải khẳng định thế này,
khi mà nó đặt ở bất kỳ đâu trong cái môi trường trọng lực, tức là đặt trên cái bề mặt trái đất này, thì nó luôn luôn chịu tác dụng của trọng lực. Trọng lực chúng ta có đem đi đâu đi chăng nữa nó cũng chịu tác dụng của trọng lực. Thứ hai á, là khi chúng ta đặt lên một cái mặt bàn như thế thì chắc chắn là cái mặt bàn này á, nó sẽ tác dụng ngược lại một lực gọi là phản lực của mặt bàn. Tại vì sao? Tại vì nếu như không có cái phản lực của mặt bàn ấy thì cái vật này nó phải rớt xuống, đúng không? Và nó không thể rớt xuống được là bởi vì có cái mặt bàn nó chặn lại, và khi cái mặt bàn nó là chặn cái vật này lại thì đồng nghĩa với việc là nó đang tác dụng một cái lực ngược lại lên lên vật nha. Cái mặt bàn nó tác dụng một cái lực nó lên vật, và cái lực này nó đặt tại tại vật. Như vậy là có hai lực. Ngoài hai cái lực cơ bản đấy ra thì chúng ta thấy là cái vật này đang bị kéo đi bởi một cái lực theo phương ngang. Như vậy là sẽ có ba lực là lực ép kéo, trọng lực P và phản lực N. Và theo như định luật hai Newton thì chúng ta biết rồi, đó là tổng hợp tất cả các lực mà tác dụng lên vật thì nó sẽ bằng MA, trong đó M là khối lượng của vật. Rồi, một điểm cộng dành cho bằng tiếng. Câu B. Mời Trương Gia Uy nha. Dạ thưa thầy, là câu B là em áp dụng là chiếu theo phương trình của cái OX, là chiếu từ trái qua phải thầy, là chiếu theo cái phương trình OX, là ta sẽ có là F sẽ bằng MA, F sẽ bằng MA là sẽ bằng dễ từ đó suy ra là E sẽ bằng F chia M là sẽ bằng 10 mét trên giây bình phương. Thế thì cái P và N đi đâu rồi? Dạ thầy, là cái B và N sẽ bằng không thầy. Vì sao? Dạ thưa thầy, là vì chiếu trên trục OX là cái B với lại cái N là nó thưa thầy, nó Rồi, ok, cảm ơn bạn Uy. Như thế là đúng rồi đấy. Tôi là vẫn chưa giải thích ra được tại sao thôi. Và nó có thể giải thích được nha. Mời bạn Kim Xuyên. Dạ thưa thầy, là cái lực B với lực N tại vì nó vuông góc với cái trục chiếu OX thì nó bằng không nè. Thế thì nếu mà em chiếu thì nó lên, nếu mà em chiếu lên trục và OX thì nó ra cái gì? Nếu mà bằng hình học thì em thấy nó ra cái gì? Nó sẽ ra một cái điểm, đúng không? Nó sẽ ra một cái điểm. Ví dụ bây giờ mình chiếu một cái trục và vuông góc như thế lên một cái trục nằm ngang như thế, thì về mặt vector á, thì đúng là nó bằng không rồi. Tất cả những cái lực mà nó vuông góc với cái phương mà chúng ta chiếu thì đều bằng không. Nha, thì chúng ta lưu ý chỗ đấy. Đấy, như vậy thì cái bài tập này rất là đơn giản thôi. Bây giờ để mà chiếu được cái vector, ba cái vector này lên trên cái hệ trục tọa độ á, thì chúng ta phải chọn cái hệ trục tọa độ. Ví dụ ở đây là cái trường hợp đơn giản, cái vật này nó sẽ chuyển động theo phương nằm ngang. Vì vậy thầy sẽ chọn một cái trục tọa độ OS và theo phương ngang từ trái sang phải như ở trên màn hình. Sau khi có được cái trục tọa độ OS rồi thì chúng ta sẽ lần lượt chiếu cái vector F, vector P và vector N. Trong đó P và N nó là vuông góc với OS thì khi chiếu lên đó nó sẽ bằng không. Còn cái vector F này á, nó cùng chiều với OS cho nên khi chiếu lên thì nó sẽ ra là F bằng MA. Từ đó chúng ta sẽ tính được A bằng F chia M nha, F chia M. Một điểm cộng cho bằng Uy. Chúng ta sang cái ví dụ thứ hai. Một vật cũng có khối lượng 5 kg đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Một lực tác dụng lên vật theo phương ngang có độ lớn là 50 N.
Thì trong cái trường hợp này á, là nó xuất hiện thêm cái lực ma sát. Lực ma sát giữa vực và mặt phẳng ngang là 20 Newton. Đấy. Câu A là về lực tác dụng lên vực và câu B là tính gia tốc chuyển động của vật. Bạn nào làm được thì giơ tay nha, làm cả hai câu luôn, tại vì cái câu A thì nó là dễ rồi. Mời bạn Khánh. À, bạn Khánh có giơ tay không vậy? Thầy có em thầy. Giờ thầy cái các lực tác dụng lên vật lúc này là có bốn lực ạ. Là một lực ép kéo vật đi theo phương ngang theo chiều dương của trục OX. Một lực P là theo theo chiều rơi rơi tự do của vật ạ. Và một phản lực N hướng vuông góc với trục OX là phản lực của mặt 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 phẳng lên vật, và một lực ma sát cùng phương ngược chiều với F là đi theo chiều ngược ngược chiều lại với là lực F. Ok, tiếp tục. Câu B. Đã, thầy câu B là F bằng M trên A bình, và lúc này A sẽ bằng F trên M, và F trong trường hợp này là bằng 5 50 cộng 20 thầy. 50 cộng 20 trên 5. Rất tiếc là sai rồi. Có bạn nào có câu trả lời khác không? Cho bạn Khánh suy nghĩ lại một chút đã. Tại sao F là bằng 50 cộng 20? Bạn Khánh có biết không? Hay là Dạ nó cứ thưa thấy hai thầy, cái. cái lực P và lực N cộng lại là khi khi này là lực P lực N bằng 0 thầy. Còn hai kia cộng lại là 50 cộng 20 à? Năm 50 trừ 20 thầy. Tại sao là trừ 20? Dạ, tại vì hai cái này nó ngược chiều nhau thôi. Thế sao không phải là 20 trừ 50? Dạ thưa thầy, là tại vì trong cái trường hợp này là lực 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 kéo nó lớn hơn lực ma sát nên 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 vật nó sẽ di chuyển theo cái chiều của lực kéo. Ok. Rồi, như vậy là cũng là đúng rồi nha. Thế thì ở đây là thầy muốn tạo cái điều kiện để cho bạn Khánh hiểu rõ hơn nữa trước khi gọi bạn khác trả lời. Mặc dù có thể là những bạn khác là cũng đã có cái câu trả lời đúng rồi. Thầy sẽ tạo điều kiện cho những bạn khác sau. Thì ở đây chúng ta thấy là cái lực ma sát ấy, thì nó đang hướng theo chiều từ phải sang trái và nó ngược chiều với cái vector lực F. Và chúng ta thấy là cái chiều mà chúng ta chọn ấy, cái việc mà nó là âm hay dương ấy, thì nó phụ thuộc vào cái chiều mà chúng ta đang chọn là cái chiều OS. Cái chiều này ấy, là nó cùng chiều với lực F. Và thậm chí là cho dù cái lực F nó có nhỏ hơn lực ma sát đi chăng nữa, nhưng mà cái chiều mà chúng ta đang nói là cái chiều OS. Cho nên lúc nào cái F nó cũng dương hết, tại vì cái F nó đang cùng chiều với OS. Và lúc đó chúng ta sẽ khi mà chúng ta chiếu các cái vector này lên trục OS thì chúng ta sẽ luôn có là cái vector F này á chiếu lên nó sẽ ra là F. Còn cái F ma sát này á khi chiếu lên á chúng ta thấy nó ngược chiều với OS thì nó thành là trừ F ma sát. Thế cái dấu trừ này này, cái dấu trừ này á
là nó gắn liền với cái thằng F-ma-sát này. Đấy. Và nó cho biết rằng á, là cái F-ma-sát này nó ngược chiều với cái chiều mà chúng ta chiếu. Cho nên nó có cái dấu trừ ở đây. Nó gắn liền vào đây nha. Và khi mà cộng lại với nhau thì chúng ta sẽ ra được là F trừ F-ma-sát bằng MA. MA. Cái vector A này á, chúng ta thấy là nó đang chuyển động đi tới như thế này. Đúng không? Thì cái vector gia tốc này khi chiếu nó cũng sẽ ra là MA. MA. Và từ đó chúng ta sẽ tính được cái A này là bằng 6. 6 mét trên giây phương. Ok, một cái dấu cộng dành cho bạn Khánh. Nguyệt Văn Khánh. Các bạn nào có thắc mắc gì không nhỉ? Các bạn nào vẫn chưa hiểu và có thắc mắc gì không? Thật ra cái này nó không có gì là mới cả nha. Cái này chúng ta cũng đã học rất là nhiều ở trong cấp 3 rồi. Thầy đang hướng dẫn lại những cái bài tập nó mang tính chất là cơ bản thôi. Bây giờ chúng ta sang cái câu hỏi tiếp theo. Sau khi làm xong câu hỏi này chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Đó là một cái ví dụ về hợp lực. Đấy. Thì cái câu hỏi này nó như sau. Đấy. Người ta nói rằng là cái gì? Thì ở đây chúng ta thấy là cái câu hỏi này bằng tiếng Anh. Thì lâu lâu thầy cũng sẽ copy một số các cái bài tập bằng tiếng Anh để chúng ta có hiểu hay không. Ta thử dịch xem và dịch xem thử là cái ý của cái câu hỏi này nó như thế nào. Thực ra thì cái vật lý mà nó bằng tiếng Anh thì nó cũng không có gì là khó lắm. Quan trọng là chúng ta hiểu được cái bài toán, từ đó chúng ta suy ngược lại cái câu hỏi. Ví dụ như người ta nói là trong 6 cái hình đấy, thì cái hình nào ấy là nó sắp xếp đúng, đúng không? Nó sắp xếp đúng sao cho là cái này nó là tổng vector của cái F1 và F2 để tạo thành cái vector thứ ba. Đấy. Như vậy thì cái ý của câu hỏi này đó là trong những cái hình này á, thì cái hình nào nó mô tả đúng nhất là cái vector thứ ba đấy á, là bằng hợp lực của vector F1 và vector F2. Câu hỏi là như thế. Thì bạn nào có thể trả lời được? Ở đây chúng ta lưu ý là nó không chỉ có một hình nhá, không chỉ có một hình đâu, người ta chỉ nói là quest of the figure, tức là có những hình nào. Mời bạn. Để thầy kiểm tra xem những bạn nào chưa có điểm cộng thì vẫn ưu tiên trước nha. Và theo thứ tự, khi nào mà những bạn nào cũng có điểm cộng rồi thì ưu tiên bạn giơ tay trước. Bạn gì đây? Bạn Hào. Bạn Hào chưa có điểm cộng. Mời bạn Hào nha. Dạ, có em thầy. Rồi em làm câu này đi. Dạ, theo em là đáp án Y đúng rồi. Các bạn nào? Đếm y thầy. E, dạ, e dạ. Đúng không? Dạ. Ừ, đúng nhưng mà chưa đủ. Này nó phải đủ thì nó mới ra đúng. Dạ, cái theo cái nguyên tắc hình bình hạnh đó thầy. Ừ. Ừ thì là đúng rồi đấy nhưng mà chưa đủ ấy. Thế bây giờ ngoài cái hình đó thì nó còn cái hình nào nữa không? Hay là chỉ có một hình đó thôi?
Em biết một phần này. không? Rồi, cảm ơn bạn. Bạn gì quên rồi, thầy mới gọi bạn nào vậy nhỉ? Dạ thầy. Bạn Hào. Thế thì vẫn chưa chưa có điểm được. Đấy, tại vì mới đúng có một một ý thôi. Nhưng mà là đúng nhưng mà chưa đủ được. Mời bạn Nguyễn Hoàng Phúc. Dạ thưa thầy là hình C, hình D, hình E. C, hình D và Hình E. nè, hình E. Đấy. Bạn Phúc trả lời như thế là đúng rồi. Ở đây chúng ta thấy có tới ba hình mà cái vector hợp lực ấy nó là tổng của hai cái vector thành phần là F1 và F2, F3. Ở đây cái hình thứ ba đây là hình C ấy, thì chúng ta thấy là cái vector F2 cộng với vector F1 ấy, thì nó cũng ra cái vector thứ ba, là third vector ấy, nó ra vector thứ ba, thì cái hình này nó cũng đúng. Cái này nó không đúng, đúng không? Và cái hình này chẳng qua là người ta không nhất thiết phải vẽ ra cái quy tắc hình bình hành, bởi vì nó là có cả điểm đầu và điểm cuối của vector rồi, cho nên nó chỉ cần cộng vector là thôi. Tương tự như thế, chúng ta thấy cái hình D là cũng vậy. Hình D cũng vậy, nó có vector F1 cộng với vector F2, nó nối đuôi nhau rồi thì nó tạo thành cái vector thứ ba, chính là cái hợp lực của cái F1 và cái F2. Và cái hình E thì nó cũng đúng, đúng không? Cái hình E thì bây giờ là hai cái vector này nó chung gốc, buộc lòng á, người ta phải tình tiến một cái vector đi thì mới cần phải sử dụng để quy tắc hình bình hành, và người ta dời cái vector F2 lên ở phía trên hoặc là dời vector F1 sang bên phải, thì một trong hai cách đều được, thì nó ra cái vector thứ ba, vector thứ ba. Và các bạn thấy là trong những cái bài tập mà thầy ra thì rất là đơn giản, là chỉ có một cái vector lực tác dụng theo một phương nào đó. Tuy nhiên khi mà thầy ra bài tập kiểm tra thì chắc chắn là sẽ có hai vector lực tác dụng theo hai phương nào đó, hai phương nào đó. Và lúc đó thì chúng ta phải vận dụng cái quy tắc hình bình hành để chúng ta tìm tìm cái vector hợp lực, cái vector hợp lực. Từ đó thì chúng ta mới mới tính được cái độ lớn của gia tốc. Ví dụ như là chúng ta thấy cái hình E đấy, nếu mà có hai bàn kéo theo hai phương vuông góc như thế, cái hai bàn cùng kéo kéo đi, thì cái vật này á nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị di chuyển theo cái phương của cái lực F đấy. Di chuyển, tại vì cái hợp lực của chúng, cái hợp lực của cái F1, F2 đấy thì nó ra cái vector thứ ba nha. Ok, bạn Lê Minh Hà có câu hỏi gì không? Không Em à? có tại em giơ nãy rồi Ok. ạ. Thầy ơi, À, cái hình một này giống như cái hình dây cung đó đúng không thầy? Giống như mình bắn cung á. ừ đúng rồi, nó cũng tương tự như thế, nhưng mà cái dây cung thì nó phức tạp hơn một chút thôi nè, nó y như cái hình dây cung thế luôn. Khi mà chúng ta kéo căng cái mũi tên ra thì ở hai cái đầu dây, hai bên dây thì nó sẽ tác dụng vào hai cái lực, và cái hợp lực của chúng nó sẽ đẩy cái mũi tên nó đi tới nha.